cái viên nào trước đây? Để viên to nhất hay sao? Viên to nhất trước nè. Ồ, rồi tới viên viên trung trung trước đó. Từ lớn đến bé rồi nè. Viên nào nha? Rồi nó không có lăn, nó nằm im luôn đó. Rồi cái viên nhỏ này làm sao? Cái viên nhỏ này nó sẽ nằm ở đó luôn, rồi xong đi lại. Viên to nhất nè, rồi bắt đầu tới viên nhỏ nhất nè. Sau khi chúng ta sử dụng viên nhỏ nhất, chúng ta sẽ sử dụng viên trung trung vừa vừa đây. Yeah. Và chúng ta sẽ thả nước tiếp theo. Ok, sao kỳ vậy? Cái viên này nó không lăn. Cái viên này nó không lăn xuống, sao kỳ vậy? Đi lại là có vấn đề gì sao? Viên nhỏ nhất nè. Rồi cái viên này luôn nè. Ta lăn chứ, lăn xuống vậy mới được chứ. Ôi đừng có bắt lăn kéo người ta nha. Ôi yeah, lần này mới là thành công nha. Tiếp theo. Ôi quay hãy dùng nham cướp để nó ra ngoài đi. Cùng nó mới giao được cái đá vàng. Lăng quăng quá.